nó miệng không có giấy tờ Dạ. à. Ủa chị hai bệnh gì chị hai? Tiểu đường. À tiểu đường hả? Tiểu Tiểu đường đường xong mà nó giặt vậy hả? bả tiểu đường, tao cái tiểu đường, giờ con mắt tao không là thấy tiểu đường, đường nè, ở mắt bên không thấy tim đường. nè, bởi vì tao lúc này tao ca hơi dài đâu có được, ở bên tim 1/4 thôi, Hát hơi dài đâu nổi hả? mà ca nó ép tim nó ép bấm luôn, ca ép ngắn ngắn thôi cũng đâu có ca dài, bởi vì ca cái nó mệt, kiểu như mình lấy hơi nó tiệt nó mệt. Mà cái bác sĩ nó 1/4 nó không đánh đổi luôn, tại vì nhiều người bị 1/4 lắm, nhưng mà nó lên ví dụ là 2/4 á thấy ăn ngớn rồi, có nhiều tay 3/4 nữa, cái tim còn có 1/1, mấy tay mà 3/4 là dễ chết lắm, cần dứt rượu luôn cái là ngủ. Chị bị tiểu đường thôi chứ đâu có bị gì nữa không, mà sao nó xuống dữ ha? Lúc này đau lưng nữa, Đau lưng nữa hả? đau lưng Không nhiều, bị khớp luôn đó, khớp luôn nữa. đau lưng giờ Tao đi nó lại lon cao như khon bà như bà y già, chang nè, mà đi bà thì ngang không, được giờ khôn đi à. bữa đi lên Đồng Nai đụng hết mấy chục chai cái đầu tử nữa, là mượn của ông Việt hết 15 chai, nó ứng cho 15 chai, nặng đem theo đó. Anh đóng tiền nhập viện đó, rồi chị em nè, bà con thành phố cho 500, người cho 200, 500, cũng là chị cho 500 đứa, con cháu cho 500 triệu, đứa nào nó có tiền để cho 1 triệu, đứa nào nó có 500, cháu con cái là chị á, bên bả. Chị hai vẫn ăn được bình thường hết chị hai hả? Thôi cũng mừng cho chứ thấy Bữa thấy mệt. bà chết mày đâu có hay à? Ai Bà bệnh không chết luôn mùng 2 Tết, để ba đi mùng 2, mùng 3, mùng 4, ba đi mùng sáu mùng năm chứ chắc cũng nhậu quá, nhậu hả, nhậu bị nhậu rồi cái bỏ đi luôn, à chứ giờ hút thuốc nhiều quá nó bị khó u của phổi đó. phổi khó luôn. Lúc nó mạnh đó, thì nó không có sao á, nhưng lúc nó yếu cái đầu nó giật luôn, Dạ. chứ bình thường vậy đâu thấy đâu có bị gì đó, thấy cái nhậu ngày nào cũng nhậu đó, Dạ. hôm bữa đó nó nhậu rồi cái dây xuống gia đình nó nhậu nữa, về đuối quá cho bỏ ăn nữa mà Thấy anh hay đỡ đỡ nó xẹp xẹp bớt rồi đỡ. ba rồi sưng cái chân này, nó cứ sưng rồi nó xẹp xẹp sưng sưng xẹp, giờ nó đỡ rồi, rồi giờ có đi ca thì cũng đi, nhưng mình phải đứng vô mình dịnh dịnh cái bàn á. Chị vậy là có uống thuốc men gì không? Chết Chích hả? Chích chứ insulin hả? mỗi ngày mỗi chích Mỗi ngày mới chích mỗi luôn ngày hả? là chích, nếu mà chích Đây hai rồi cái tiền bạc thì tiền đâu mà chích? Cậu nó cho nè, cậu cho à. có cậu một cái đó còn Vũ thì giờ nó ra riêng mướn nhà ở dưới kia rồi, đang đi suối á, mướn nhà của cậu tư rẻ đi suối, mướn nguyên cái nhà luôn. Chị hai ăn cơm đi, em đi anh hai.